Xin chào các bạn, chào các bạn đến với Chuyện Đồng Minh. Hôm nay mình sẽ cùng nhau tiếp tục với Sequel Legacy. Thì trước khi bắt đầu video của đây thì là anh ký nha. Ok chưa các bạn ơi. Thì lần này xem nào. Từ mà mình check. Nhưng giúp mình đi. Ôi đây là chỗ này xem nào. Lần này thì chúng ta sẽ làm về để mình xem nào. Từ con đây xem nào. Lấy lần trước mình làm về cái đấy rồi con ơi. Khó nhờ khó nhờ anh em nhờ. Xem nào. Treo. Ok chưa. What the hell? Tại sao nhỉ anh em? Mình cũng không hiểu anh em thích xem thể loại kiểu gì em nhá. Đấy, anh em có thể comment xuống dưới để mình biết anh em ạ. Đấy, không hiểu anh em thích xem thể loại kiểu gì. Đấy. Thì không sao. Nào, lần này mình sẽ tiếp tục với nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ vào đây. Rồi mình muốn tìm một xem nào, đây mình muốn làm gì đây ta? Mình muốn một skin nhưng mà mình không có skin. What the hell? Mình không đủ tiền, hôm nay mình mua skin tiện cơ. Ôi mình vô hạn zombie à? Thôi thì cũng được em ơi, mình sẽ cho các bạn xem vô hạn zombie trong này có cái gì các bạn nhé. Đấy. Nếu mà nào không biết thì nó có rất nhiều thứ. Nó có rất nhiều thứ các bạn ơi. Đâu à? Teo. Ok chưa. Teo. Nhanh lên xem nào má, lề mề anh em ơi, đâu à? Ok, thử con này mình sẽ ấy thì bạn sẽ... Ok đấy, con này chuẩn bị vào rồi này, mới chuẩn bị vào rồi này. Ok chưa. Rồi chuẩn bị vào anh em ơi, chuẩn bị vào. He boy, rồi thì mình sẽ cho hay nha, mình sẽ cho anh em thưởng thức. Đâu rồi, để đầu tiên ấy là mình phải cần cái này, con này mình cực kỳ cần cái này. Đầu tiên là vì cái này không phải chích cơ lõ nên là chúng ta phải chơi nghiêm túc bạn nhá, không ấy đâu anh em ạ. Ok chưa. Thì hôm nay là này là chích cái lõ thế nên là chúng ta phải chơi nghiêm túc. Đâu rồi, bọn này bọn zombie. Sao nó không có quảng cáo? À đây. Quảng cáo gì lạ thế nhỉ? Ok chưa, bọn ơi, sao nào, đây là bọn zombie thông thường thôi. Đấy, mà mình chưa có chỉnh chế độ nhé, bọn này mình không hiểu sao nó như thế này. Thôi chỉnh thêm, tạo thêm con nữa thôi bọn ơi. Mình sẽ cho con đi lên trước này. À thôi mình sẽ cho mình con này thôi bọn ơi. Đấy. Một bình tao. Chớp hết. 40 cân tất. Đấy, hồi máu cực nhiều đấy nhờ. Hồi máu cực nhiều luôn, cân 5 luôn. Ôi, thôi anh em ơi, cứu tao, cứu thai. Anh em đâu? Em đâu hết rồi. Mà anh em đâu hết rồi, cứu thai. Bọn gì zombie nó khỏe quá. Ôi, cứu thai anh em ơi. Thằng kiếm đâu mà lên đây xem nào. Cứu thai. Đấu chăn sao đêm đầu tiên mà nó khó vậy. Cho con lui anh em ơi, cho con lui. Mà hình như đây cực khó hay sao má. Cực khó thì mình làm sao mà chết. Không sao, con ơi, mình sẽ cố gắng thủ bạn nhá. Đấy, mình sẽ cố gắng thủ. Mình sẽ chơi như một người bình thường. À đâu, người bình thường nào. Mình muốn là mình sẽ chơi con mình sẽ chờ một đống kiếm trước bạn nhá. Bên kia là mình muốn chờ một đống kiếm trước. Mà thề chứ cái bọn này Nó đông như thế này mà mới đêm đầu tiên bạn nhá. Mới có đêm đầu tiên mà nó đông như thế này rồi. Đấy, không sao, mình sẽ thủ được. Thôi cho con lên. Không nát tượng luôn anh em ạ. Đừng bảo thua luôn là hơi bị cấn anh em ơi. Thề luôn, bọn zombie nó khỏe quá anh em ạ. Đây đúng cực khó rồi anh em ơi. May quá. Qua được một đêm rồi. Ui. Khó thế. Ít ra phải để cho người ta ấy chứ. Làm gì mà khó thế nhỉ. Khó khăn với người ta thế. Không biết rồi. Tiếp tục vào đây. Mình có khổng lồ, mình sẽ nhét con này vào này. Mình sẽ mua một cái này, con này bắt buộc phải mua một cái này, không mua không được em ạ. Mình sẽ nâng cho con kiếm nhá, bởi vì mình cần kiếm. Không mua không được em ạ. Đây, chờ thêm một đống kiếm nữa. Đây. Không mua không thể được. À, bọn zombie nó đông. Phải nói là cực kỳ đông luôn các bạn ạ. Xem nào. Được chưa anh em ơi. Teo, xem nào. À, quảng cáo về loại zombie mới. Con này nguy hiểm nha. Ok rồi. Mình sẽ mua thêm món cung này với một đống kiếm này. Mấy nó là chưa bọn zombie giờ đông quá à. Ui, may quá mình có cái tượng con này. May quá mình có cái tượng này. Nó chống cho mình một phần rất là nhiều con ạ. Ôi, mình đã chờ thầm một cái bàn này không nha. May quá mình có cái kia con. Ôi, đừng có bắn mà.
Mình có bắn mà, bắn giúp nó làm cái gì anh em ơi. Mình còn chưa thú xong, bắn giúp nó là toang đi anh em ạ. Toang luôn. Mất quyền kiểm soát luôn anh em ạ. Teo. Ok chưa. Nào, chuẩn bị combat anh em ơi. Combat nào. Combat nào chúng nó. Đây là chúng nó gần đấy, được coi đây là chúng nó gần đấy rồi đấy. May mà mình có đồ mắc cả dòng, mình thắng đầu qua đây mình một chút em đâu vai. 72 dam. What the hell? Ok thì con này. Mày xem nào. Mày một viên để hai viên. Nhờn à. Ấu xanh nó muốn như đông vãi. Ôi máu nó vẫn sướng như thế. Chết. Ra nhanh em ơi, ra nhanh không thua liền. Ôi ôi. May quá. What the hell? Ok chưa anh em ơi. May thế. Zombie cực khó luôn. Mất quá là mới ngay trận đầu tiên nó đang 72 dam rồi anh em ạ. Đậu săn chứ. Ok chờ mình sẽ mua này nè. Đó mình sẽ nâng cho con này một cái mũ để gọi là tăng giáp lên. Đấy. Chờ con. Ô mình có 1000 tiền. Thơm. Ngon. Đùa anh em ơi. Bắt buộc phải dùng trích anh em ạ. Mình muốn là lấy con này con khổng lồ đập đớ cũng đây. Đấy. Ok. Đào đi. Thằng này không đào. Không có điều khiển được đào con ơi, buồn thật. Mà mong lần này đừng. Oh no. Gặp bọn zombie ấy, con ơi gặp bọn zombie đào trời mộ. Oh no, bọn này nguy hiểm nha anh em, bọn này nguy hiểm nha. Có thể cắn hẹo đào vàng của mình bất cứ lúc nào, láo lắm. Đây rồi, chạy hồi được à. Khổng lồ ném đỡ anh em ơi. Đây là khổng lồ ném đỡ rồi, let's go anh em ơi, đánh đi. Ui rồi, đâu vậy? Không sao, khổng lồ ném đỡ nhanh lên. Anh em tin tưởng mày, nhanh lên. Dum. Ok chưa. Rồi đã có khổng lồ em đứa, nhưng mà cậu phát ra sau nhỉ. Ôi cậu xịt ô vẫn trúng gây đam kìa. Ok chưa. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ công lên trước bạn nhá. Đấy chúng ta phải công lên trước để gọi là câu giờ của này phải không? Giờ chúng ta sẽ không thể nào thủ được rồi nữa bạn ơi. Đây là này thì mình không thể thủ được nữa. Ui thề. Đông vãi rồi anh em ạ. Ôi ôi. Mình định cho anh em xem cái con kia mà nó đông quá, sợ méo thủ được ấy. Cho con lui đi. Mình sẽ ở đây mình thủ con ơi. Đấy. Hảo hán sẽ đứng ở đây thủ con ơi. Nó cắn đau vãi. Chết rồi, không biết có thủ được không em ạ. Né. Câu thôi. Giờ chơi sống cực chó anh em ạ. Hao cực dây đấy. Đây chiến thuật ngày xưa mình rất là hay dùng. Đấy. Nó rất là hiệu quả. Câu giờ cực tốt. Vào đây bắn tao. Ôi, đầu anh. Tôi cắn bay lại nữa cây rồi. Ok chưa. Né chưa. Hết thời gian chưa. Rồi, hết rồi anh em ơi. Có sấm sét rồi, biết là hết rồi anh em ạ. Làm solo. Máy solo. Ok chưa. Nào, bọn này khỏe vãi. Ok chưa. Giờ mình sẽ nâng sức mạnh cho con khổng lồ lên. Để tăng đam con ơi. Rồi. Để tăng đam con ơi. Ôi, nó không tính vào đây. Con này hơi buồn. Đây không sao. Mình sẽ hy sinh đấy để lấy một phù thiểm máu. Đấy em chưa? Đúng đầu tư luôn. Người đầu tư mà anh em, mình là người đầu tư mà. Đấy rồi. Hồi máu phát. Mình muốn cho anh em xem con đấy cơ nhưng mà có vẻ hơi khó anh em ạ. 45 dam, 45 máu, hồi 45 máu. Ngon. Ok chưa? Hồi mình chờ khoảng mấy con cầm kiếm nữa, đây 7 8 con cầm kiếm nữa thì nó mới hiệu sợ quá anh em nhá. Đấy, hiệu sợ quá. Nào, cố lên. Tèo. Mình sợ mình còn trả thú qua được cái quay này anh em ạ. Ok, đành phải chơi bắn thôi. Cẩu đá. Piu, ok. Xin đâu. Cẩu đỡ. Chết rồi anh em ơi. Cẩu đỡ. Đừng. Ok. Con này cẩu đỡ ra được. Ngon này. Ok, con này cẩu đỡ. Người thành công thì phải có lối đi riêng anh em ơi. Ui, mình giết 100 con zombie rồi. Cậu đỡ. Ui ôi, cố lên đi em ơi. Cậu đỡ, ôi. Ném thẳng vào đây luôn. Ném thẳng vào kia luôn. Mày solo kill. Mà em chưa? Nhờ công cậu đỡ của mình mà bọn kia nó hẹo bớt được cả. Ném độc này. Mày solo hỏi chấm. Ném độc, mình sẽ cho con lui về hồi máu, sau đó là sẽ được hồi độc không nhá. Bọn này nó độc láo nha. Láo lắm, nhưng mà mình sẽ xử lý luôn mày. Ok rồi anh em ơi, nói chung là mọi chuyện đã đâu về đấy anh em ơi, may quá. Hên quá anh em ơi.
hên quá đấy, bọn nhiêu ném đi đâu mình hồi máu đây mà, sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Ba muốn ngắm với hào con độc này như vậy rồi, con độc đâu ơi, rồi đây, cong đi chạy về ngay. Rồi làm gì anh cơ, đây rồi, con này mình sẽ nâng cho con này một điểm này, nâng cho con này một điểm nữa này. Rồi, mua thêm con nữa con này, đấy, úi giời, đấy, củng cố lực lượng rồi anh em ơi, mình đã củng cố được lực lượng rồi. Để xem liệu lực lượng chúng ta sẽ làm được gì đây. Ok chưa, con này xem nào. Được rồi anh em ơi. Được rồi, cố lên, ui. Oh no, bắn này cầm zombie ta lằng em ơi. Thế là không sao, mình có hai khẩu lồ đỡ mà. Ok, mình sẽ chơi chiến thuật, bắn này đập rất là nhanh nên mình sẽ ném cẩu qua cái đậu xanh, bắn này đông quá, thôi mình sẽ ném vào cục đá luôn con này. Đấy. Ném cục đá nhưng mà nó gây đam lan đấy bạn nhé, cái con này gây đam lan nhé. Thấy bây giờ, ném cục đá nhưng mà hẹo con kia ấy, đúng là đồng loại bình dương. Mày Solo ôi, anh em bắn đi, đúng rồi. Ê, mình nhắm thẳng gần hẹo với con này kìa mà hẹo với, ui đừng có để trụ nha, Chơi công bằng, không chơi để trụ. Trên cái xã hội này mình rất ghét những thằng để trụ. Mày, nhắm đi em ơi, boom. Mày nhờn, ok chưa, mình cấu thẳng đầu này. Mày nhờn 156 đam, tạch luôn. Tạch luôn anh em ơi, tạch luôn. Cho con đẩy lên, lâu lâu mới được pha như thế này, phải cho con đẩy lên chứ đuôi anh em. Lâu lâu mới được pha như thế này, phải cho con đẩy lên luôn. What's like, đây, đâu rồi, con kia ném đá nào. Mày, nhờn, solo kill, con này mình vẫn chưa cho các bạn nhìn được con cai con ơi, ok con ơi. Thôi chắc cái video này kết thúc bạn, nếu ai cũng like xin nha. Thôi tạm biệt các bạn, bye bye.